đến đêm và đón bên nhà nhà cánh mai vàng cánh đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết xa, và kính chúc người nghỉ sẽ gặp lành bên dọn đường nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến và tù cùng mong bên bếp hồng và nơi bánh trưng xanh trời xuân đã sang. Áo trắng nơi nơi khắp phố người người đi hái lòng đèn xinh đất trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa. Con về mừng thọ mẹ cha, công ơn sinh thành dưỡng dục tựa núi non cao, lòng con khắc ghi trọn đời không phai nhòa. Hôm nay con về ô mẹ cha, dâng lên bao lời chúc mừng mẹ cha sống yên vui, noi gương cha mẹ con nguyện sống nên người. Mẹ cha bao nhiêu thương kính dòng về mẹ cha, dâng ngàn đóa hoa tươi màu gửi tặng mẹ cha, như lòng chúng con luôn nguyện làm người con. Hôm nay vui về gia đình đoàn viên, trao nhau thâm tình hướng về tu dưỡng thân tâm. Đời mang trên vai thương đau, vẫn tráng nào hằn lên bao muộn phiền, bàn tay nào in sâu bao vết chai. Một đời cho đi bao yêu thương, một thời bôn ba đi muôn phương, giọt đắng đời cay sâu thân phận người. Một đời cha đã hy sinh quên mình, giọt mồ hôi mặn chảy dài trên trán cha,
giọt tình đong đầy trong bao nỗi đắng cay. Một đời hy vọng nhọc nhằn nuôi con lớn thành người. Từng nụ hôn nồng nhẹ nhàng trên trán con, từng vòng tay tròn một đời cha chở che, từng lời ân cần ngọt ngào khuyên bảo con nên người. Cha là tia nắng sớm mùa đông soi rọi âm hồn con tháng ngày. Cha là đại dương mênh mông sáng cho con tâm mát ngát yêu thương. Cha là bầu trời xanh lòng gió cho diều đời con. Chảy dài trên trán cha, giọt tình đong đầy trong bao nỗi đắng cay. Một đời hy vọng nhọc nhằn nuôi con lớn thành người. Từng nụ hôn nồng nhẹ nhàng trên trán con, từng vòng tay tròn một đời cha chở che, từng lời ân cần ngọt ngào khuyên bảo con nên người. Cha là tia nắng sớm mùa đông soi rọi âm hồn con tháng ngày. Cha là đại dương mênh mông sáng cho con tâm mát ngàn yêu thương. Cha là bầu trời xanh lòng gió cho diều đời con. Đời dạy dỗ con, ơn cha một đời trong lao nhọc, ơn cha một đời con khắc ghi, ơn cha một đời con khắc ghi.
lại ngày năm tháng cứ trôi qua, con bên cha niềm vui mãi tràn hòa. Dù cuộc đời bão tố với phong ba, con bên cha vang hát muôn lời ca. Đường gập ghềnh u tối lắm quanh co, trong tay cha hồn con mãi yên hàn. Lòng rộn ràng con bước chẳng phân vân, trong tay cha có chi con phải lo. Dâng cha lời ca tri ân cảm tạ, bao tháng năm ân tình cha dưỡng nuôi. Dâng cha đời con tương lai hiện tại, xin mãi như khúc nhạc cảm tạ cha. Ngày lại ngày năm tháng cứ trôi qua, con bên cha niềm vui mãi tràn hòa. Dù cuộc đời bão tố với phong ba, con bên cha vang hát muôn lời ca. Đường gập ghềnh u tối lắm quanh co, trong tay cha hồn con mãi yên hàn. Lòng rộn ràng con bước chẳng phân vân, trong tay cha có chi con phải lo.
tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng đến với bài hát Biển Trời Tình Cha do giọng ca nữ Mai Thương thể hiện. Xin mời quý vị cùng thưởng thức và đón nghe. Oh,
thưa quý vị, bậc làm cha mẹ mong muốn cho con cái mình những bước chân vào đời luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, đạt được nhiều ước mơ trong cuộc sống. Và những người cha, người mẹ hay đứng sinh thành ra con, và ngày hôm nay các con, các cháu của cụ cũng mang tâm huyết, những tấm lòng để báo đền ơn cha mẹ. Để với những tấm lòng son của những người con, người cháu, người chắc của cụ ngày hôm nay cũng cùng các ban ngành đã đến chung vui và chúc thọ cho cụ ông Nguyễn Văn Phái thượng thọ 100 tuổi. Và về dự danh dự khán đài ngày hôm nay, xin mời tất cả các quý vị hãy hướng về sàn tiệc buổi chiều sáng ngày hôm nay. Xin mời cụ Nguyễn Văn Phái vào sàn tiệc, xin trân trọng kính mời cụ. Cô bác, anh chị, con cháu chắc của cụ, của ông Nguyễn Văn Phái, đời thứ 8 Nguyễn Tộc, Quảng Luận, ngành 2. Cụ ông đã kết duyên cùng cụ bà Trần Thị Huyền cùng thôn. Hai cụ đã sinh được 7 người con, 4 người con trai, 3 người con gái. Một người con trai của cụ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, giành lại độc lập cho tự do cho đất nước. Còn lại 6 người con của cụ, 3 người con trai, 3 người con gái. Và cụ đã có 12 cháu chắt, cháu, dâu rể, trai gái. Và cụ tiếp bước ông cha, các cháu của cụ đã sinh được 47 cháu nội ngoại và 63 chắt trai gái. Đây cũng là phúc ấm của dòng họ tộc nói chung và gia đình cụ nói riêng. Và để về lễ thượng thọ ngày hôm nay của cụ ông Nguyễn Văn Phái, còn có đại diện của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Đa Phúc. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đặng Quang Đợi, quận ủy viên, bí thư tỉnh ủy, về xin nhiệt liệt chúc mừng. Về phía địa phương, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Sĩ, tổ trưởng tổ dân phố, chúng tôi xin mình là chúc mừng. Về chi hội người phụ nữ, xin mời trân trọng kính mời chị Phạm Thị Hương. Vâng, xin trân trọng chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Còn có các đồng chí lãnh đạo của Đảng và nhà tổ dân phố cũng như của địa phương, của các dòng họ, họ giáo Quảng Luận, họ Nguyễn tộc Quảng Luận, họ ngoại Quảng Luận và họ ngoại Vân Quan, và cùng nhiều tất cả các cô bác, anh chị, con cháu chắt của cụ về đông đủ và dự buổi lễ thượng thọ cho cụ ngày hôm nay. Chúng ta xin chúng ta hãy nhiệt liệt chúc mừng. Kính thưa quý vị, kính thưa toàn thể cháu chắt gần xa, kính thưa các cụ, mùa xuân mới đã về, làm mới lòng người, xuân đến mang cho mọi người, mọi nhà niềm vui và hy vọng mới, có nhiều thành công, hòa cùng chung vui nhân dịp đầu xuân Canh Tí, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp ban ngành từ trung ương đến địa phương. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tặng quà chúc thọ cụ Nguyễn Văn Phái vừa tròn 100 tuổi. Đây là niềm vinh hạnh lớn với gia đình cụ Nguyễn Văn Phái và các con cháu chắt của cụ nói chung, là niềm tự hào của dòng họ hàng nội ngoại cụ nói riêng, và cũng là niềm vui chung của lãnh đạo địa phương, toàn thể nhân dân tổ dân phố Quảng Luận. Đây cũng là chính là tình cảm ưu việt của chế độ đã quan tâm chăm sóc những người già cao tuổi, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và địa phương, các con
Các cháu, các chất của cụ rất chu toàn việc chăm sóc cụ, đến nên cụ là người cao tuổi nhất trong thời hiện tại của dòng họ Nguyễn, và cùng là người trong làng Quảng Luận. Cụ được trời ban tặng cho đại thọ. Đây cũng là do của cuộc đời cụ sống nhân nghĩa và đức độ xưa nay hiếm có. Xin quý vị hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng lễ thượng thọ của cụ Nguyễn Văn Phái. Và để mở đầu cho chương trình phần chúc thượng thọ hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đặng Quang Đợi, là ủy viên quận ủy phường Đa Phúc, nên chúc thượng thọ cụ Nguyễn Văn Phái. Xin trân trọng kính mời ông. Cùng toàn thể các cô bác, trước hết thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đa Phúc, tôi xin chuyển lời kính chúc sức khỏe tới cụ, chúc cụ luôn luôn mạnh khỏe, minh mẫn, tinh tường và làm chỗ dựa tinh thần cho con cháu và cả dòng họ. Kính thưa toàn thể các cụ, đối với phường Đa Phúc, các cụ người cao tuổi cũng rất là nhiều, nhưng mà duy nhất có cụ ông ở đây là năm nay được thượng thọ 100 tuổi. Đây là một cái niềm hạnh phúc rất lớn của địa phương, của dòng họ, đặc biệt là gia đình của con cháu cụ hôm nay. Chúng tôi thấy rằng các ông, các bà, các bác làm lễ thượng thọ cụ hôm nay cũng thể hiện sự tri ân, tình cảm cũng như là cái trách nhiệm uống nước theo nguồn của con cháu đối với cụ. Nhân dịp này thì đêm hôm qua tôi cũng suy nghĩ và cũng có một nôm na mấy vần thơ, cũng là cái tình cảm và để chúc thọ cho cụ. Xin chúc thọ cụ. Thời gian cứ trôi đi lặng lẽ, 36.000 ngày có lẻ, để hôm nay con cháu vui vẻ mừng cụ tuổi thọ 100. 100 năm giữa hai thế kỷ, chặng đường dài dễ mấy ai qua. 100 năm đứng trước phong ba, vượt muôn ngàn khó khăn gian khổ. 100 năm bao biến thiên lịch sử, 100 năm vật đổi sao rời. 100 năm hóa thành đại thụ, cây vươn cao lá xòe tán rộng, che chở cháu con dâng vị ngọt cho đời. Tinh hoa là của đất trời, ân tình sâu lặng là lời mẹ cha. Chúc cụ vui vẻ tuổi già, mỗi độ xuân đến kết hoa chúc mừng. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình phần chúc thọ hôm nay, xin mời đoàn đại biểu họ giáo Quảng Luận, trưởng đoàn ông Nguyễn Văn Thái vào chúc thọ cụ. Xin trân trọng kính mời. Được vạn thọ trường tôn. Để tiếp nối phần chúc thọ ngày hôm nay, xin mời đoàn đại biểu là đại diện tổ dân phố Quảng Luận nên chúc thọ cụ. Xin mời do ông Trần Văn Sĩ làm trưởng đoàn. Kính thưa các đồng chí đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của phường Đa Phúc. Kính thưa tất cả các quý khách gần xa, bà con xóm phố. Kính thưa nghĩa là các bác, các ông, các bà là con cháu của cụ Nguyễn Văn Phái. Hôm nay là rất vinh dự cho tổ dân phố là được chúc mừng như vậy cụ Nguyễn Văn Phái đại thọ 100 tuổi. Thay mặt cho tổ dân phố, tôi xin có đôi lời như sau. Thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, năm 2019 chúng ta được chứng kiến rất nhiều sự thay đổi của cây hương. Và đến giờ phút này chúng ta tiếp tục lại được như vậy là chúc mừng cụ Phái và một số cụ nữa ở trong phường cũng đạt cái mức độ như vậy, trời trăm tuổi.
đây là một cái việc tôi nghĩ rằng ấy là hết sức quan tâm của Đảng và Chính phủ. Thì thưa với quý vị này, trách nhiệm của Đảng với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, người ta đã tổ chức một cái buổi mừng thọ tại Ủy ban rồi. Hôm nay buổi mừng thọ đây là buổi mừng thọ của gia đình tổ chức chúc mừng cụ Phái, và chúng tôi được mời đến thì chúng tôi cũng rất làm hãnh diện. Xin thưa với các cụ như thế này, ở làng Quảng Luận chúng ta tôi điểm lại ba thế kỷ, thế kỷ 19, thế kỷ 20 và thế kỷ 21 đến giờ, thì như vậy chỉ có bốn cụ sống được trên 100 tuổi. Cụ thứ nhất là cái cụ cũng thuộc gia đình cụ Nguyên Phái, cụ đó là cụ bà của cụ Nguyên Văn Phái đây. Cụ thứ hai là cụ như vậy là dâu của dòng họ Trần, là cụ Đỗ Thị Gái, là sinh ra Bắc Mâu ấy, là thọ 106 tuổi. Cụ thứ ba là cụ Huyền, là cụ thân sinh ra Bắc Thốn Bắc Nại, cũng thọ 100 tuổi. Tức là ở Quảng Luận chúng ta ba thế kỷ mới có bốn người sống được 100 tuổi. Đây là cụ thứ tư, thì tôi nghĩ đây nó là rất hiếm. Nói cái việc trăm tuổi ấy, thì như báo cáo với các cụ như này, trong thơ ca người ta nói rất nhiều, đặc biệt câu đầu tiên của truyện Kiều nói một câu này, trăm năm trăm quái người ta. Đấy là một cái câu có tính chất gọi là gợi mở và là mơ ước thôi, chứ cái việc đạt 100 tuổi này rất là khó. Đấy, như tôi vừa nói là ba thế kỷ mới có bốn cụ, thì chúng ta đây là đối với cái tuổi của cụ tôi nghĩ là tuổi vàng, tuổi vàng chứ không phải là cái tuổi ấy. Thì hôm nay rất vinh dự cho tổ dân phố được lên tạo hoa và chúc mừng cụ. Thế và thay cho cái việc này ấy, thay cho cái lời bí quyết ấy, thì tôi có sáng tác một bài thơ để chúc mừng cụ như thế này. Thọ nữa, tức là thọ 100 rồi nhưng mà muốn chúc cụ thọ nữa như thế này. Trăm tuổi chót vót đỉnh cao, xưa nay hy hữu biết bao người cầu. Cụ nhà trăm tuổi nhờ đâu, ơn trời phúc tổ đượm màu quê hương. Cuộc đời một nắng hai sương, dãi dầu nếm trải vui buồn từng qua. Đồng làng bát ngát bao la, đó đăng võ trúng nước xa đỏ ngầu. Chiêm mùa hai vụ qua mau, tuổi đời năm tháng tiếp nhau nâng dần. Hỏi rằng bí quyết xa gần, xin thưa ngẫm lại cung gần quanh ta. Bí quyết không phải đâu xa, hiền lành chăm chỉ thuận hòa nghĩa nhân. Vật chất đạm bạc bình dân, tinh thần sảng khoái miền xuân tươi cười. Thương ta cụ cũng thương người, kiên trì khéo léo cho đời ấm êm. Đó là liều thuốc thần tiên dành cho tất cả, chẳng riêng người nào. Quảng Luận cụ thọ hàng đầu, chúc cụ thọ nữa lớp sau theo cùng. Xin hết, xin cảm ơn. Chúc mừng ngày hôm nay, trân trọng giới thiệu và kính mời họ nội Nguyễn tộc Quảng Luận làm trưởng đoàn là ông Nguyễn Văn Dương vào chúc thọ cụ. Xin trân trọng kính mời đoàn. Cũng là ngày lễ đại thọ của cụ ông Nguyễn Văn Phái, thì Nguyễn Tộc cũng có một bài thơ do ông Nguyễn Văn Dương đã sáng tác để chúc mừng lễ đại thọ cho cụ Nguyễn Văn Phái 100 tuổi. Và sau đây xin ban tổ chức chúng tôi cũng thay ông Nguyễn Văn Dương xin đọc chúc bài thơ này. Một cây đại thụ thọ Nguyễn ta, bách tuế thọ dư dễ mấy nhà. Phúc thọ khang ninh trời ban tặng, nề nếp gia phong Nguyễn tộc ta. Tính cụ ôn hòa sống vị tha, họ hàng nghe cụ đẹp nếp nhà. Nàng xóm đối nhân gần đạo lý, cả đời tích đức phúc mãn gia.
Xuân Canh Tí 2020. Xin cảm ơn. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay bài thơ của ông Nguyễn Văn Dương sáng tác, chúc cụ Nguyễn Văn Phái thượng thọ trường tồn, cùng các con các cháu xin cảm ơn đoàn ạ. Người cao tuổi chúng ta phúc vào có lễ mừng đại hội của cụ, xin trân trọng kính mời đoàn. Hữu con cháu chắc mọi nơi miền Nam rồi đều tập trung ở đây không ngoài mục đích hôm nay mừng bố mình, ông mình, cụ mình là tròn 100 tuổi. Đây là một sự hiếm có. Chúng tôi trong hội người cao tuổi Quảng Luận, tôi năm nay 75 tuổi, lần đầu tiên mới được chứng kiến một cái cuộc này là mừng đại thọ cho cụ Phái là tròn 100 tuổi. Vậy cháu cũng xin thay mặt cho hội người cao tuổi, vì cụ Phái là một trong những hội viên hội người cao tuổi vào đầu tiên của Quảng Luận, và là một người công giáo ngoan đạo của họ Quảng Luận, và một người công dân rất là ngoan hiền và rất là tích cực trong mọi công việc. Cụ trong khi còn sống cũng là chỗ dựa cho tất cả chúng cháu trong mọi công việc. Vậy một lần nữa cháu xin thay mặt cho toàn thể chi hội người Quảng Luận xin kính chúc cụ, Chúa ban chúc cho cụ được nhiều mạnh khỏe hơn nữa và mạnh khỏe nữa, và tất cả mọi sự để giảng dạy và dạy dỗ cho con cháu chúng cháu cùng học tập. Và xin kính chào cụ. Tiếp theo phần lễ chúc đại thọ cho cụ ông Nguyễn Văn Phái ngày hôm nay, xin trân trọng là họ kính mời họ ngoại Quảng Luận do ông Trần Văn Khôi làm trưởng đoàn vào thượng thọ cụ, xin trân trọng kính mời đoàn. Thì chúng tôi trước hết là đến chúc mừng trường thọ của cụ, và đồng thời chúc vui cùng với con cháu cụ. Thời gian thì nó không cho phép, cho nên là chúng tôi cũng chỉ xin tặng cụ mấy câu thôi, cũng không gọi là thơ. Bây giờ cụ đã trường thọ 100, chúc cụ mãi mãi trường sinh với đời. Cụ ơi con cháu chúc cụ khỏe mạnh luôn vui, chúc cụ cuộc sống muôn đời vàng son. Xin hết ạ. Theo chương trình phần chúc đại thọ cho cụ ông Nguyễn Văn Phái ngày hôm nay là các gia đình quan trưởng và các cháu của cụ vào chúc thượng thọ cụ, xin trân trọng kính mời.
nay xin mời gia đình ông Cách là con trai thứ hai của cụ. Và các con cháu vào chúc tại hội tụ, xin trân trọng kính mời đoàn. Trong gia đình chúng tôi thế chỉ mong rằng cố gắng được 100, bây giờ 100 nhưng vừa làm sao được 101, 102, 103 mà đến 150 thế để sống lâu, sống khỏe, sống có ích và làm cái cây đại thụ, những cây tùng, cây bách che chở cho tất cả con cháu xa gần nội ngoại đi về đến gốc cây và được ngồi ở dưới gốc cây đại thụ đó. Thế thì cũng xin báo cáo với tất cả các cụ công các bà biết. Chung ngày mừng đại thọ cho cụ chúng con hôm nay.
Chúng con không biết nói gì hơn, xin kính chúc cụ của chúng con mạnh khỏe, sống mãi như trời đất của ta. Vâng, chúng con xin được cảm ơn tất cả sự quan tâm của các cấp lãnh đạo cùng tình cảm ấm áp của ngày đại lễ hôm nay. Chúng con xin kính chúc cụ của chúng con sống lâu trăm tuổi như trời đất của chúng ta, và chúng con xin cảm ơn tất cả. Chúng con xin cảm ơn ạ. Tình cảm và vật chất. Đây là một niềm lớn lao, không có gì lớn hơn để bồi đắp, để ông tôi sống khỏe, vui cùng với con cháu đầm ấm bên cạnh con cháu và người thân. Được sự đồng ý của địa phương và của đồng ý của địa phương và bố tôi hôm nay, ngày 9 tháng 2 năm 2020, là ngày 16 tháng riêng Canh Tý, chọn ngày lành xuân, ngày lành tháng tốt, tại gia đình chúng tôi tổ chức lễ mừng thọ cho bố tôi 100 tuổi. Kính mong quý ông bà tất cả thân nhân, các gia đình các vô cùng vất vả, và ông tôi năm lũ hoàn cảnh có đông con và làm thuê làm mướn, dù mọi việc để nuôi con nhịn cho con từng bát cơm manh áo, mong cho con khôn lớn trưởng thành. Cụ tôi sinh ra 7 người con, một người con vì sự nghiệp chống Mỹ cứu nước từ khi còn trẻ, các người con đều được cụ nuôi dưỡng đầy đủ trưởng thành, xây dựng cả vợ cả chồng, và có hiếu với nghĩa với cha mẹ. Các vị lớn nhỏ, các họ hàng nội ngoại và con dân làng cũng đều quan tâm chu đáo, đức tính kiên nhẫn nhân nghĩa của cụ là một bài học lớn lao cho anh em con cháu của cụ luôn ghi nhận suốt cuộc đời. Trong ngày chúc thọ bố tôi 100 tuổi hôm nay, tôi
xin trân trọng chân thành cảm ơn chủ tịch nước, nước lãnh đạo địa phương và các cấp ban hành giáo và Quảng Luận, cảm ơn tất cả các ông các bà các và thời gian địa điểm trong ngày đại lễ này nhân ngày đầu xuân mới. Một lần nữa tôi xin cảm ơn và kính chúc sức khỏe các cụ cao niên và tất cả các quý ông và mỗi sang năm mới Canh Tí nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, hạnh phúc và nhiều những điều may mắn trong năm mới. Tôi chân thành cảm ơn chương trình xúc thọ, trân trọng kính mời các quý vị và các đại biểu cùng các tất cả các cụ các ông và mọi người dự bữa cơm thân mật cùng với đại gia đình chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn của ông Nguyễn Văn Hiếu. Thưa là mẹ chúc thầy tôi là sống lâu muôn tuổi. Năm nay Canh Tí đầu xuân, mừng thầy trăm tuổi nghĩa ân sinh thành, khách gia chi kỷ bạn gần, cháu con trai gái đầy sân đầy nhà, tiếng cười rộn rã vang xa, lung linh ánh sáng hương hoa. Bản thờ thầy ơi, công thầy vô bên vô bờ, công thầy vời vợi như nàng tại vẳng tay con, đường ăn nết ở cháu con ghi lòng, dù cho giá rét đêm đông, dù cho nắng chạy thầy không quản gì, đây. Chỉ mong vững bước con đi, vượt bao gian khó hiểm nguy đời. Khi giặc đến nước cần người, âm thầm chịu đựng thầy thời tiễn anh. Đến ngày đất nước thanh bình, anh không về nữa, mình thầy nặng yên. Tuổi thầy nay đã mất niên, tinh thần linh bận cháu con xung vầy. Chúng con thành kính chúc thầy ơn Chúa phúc tổ tám ngày bình an. Sao thu hương lúa mùa dâng lên cha lành nhân từ.
rượu thơm bánh trắng dâng lên cha với muôn lòng yêu thương như chiều dâng sóng ước mong cha dù thương nay của lễ dâng về thiên chúa uy quyền hòa trong hương đinh mềm yêu lòng thành dâng lên cha tình cha như nắng cho hoa trắng bình yên rằng tin yêu đi khắp biển xua tan sương mù ưu phiền nguyện dâng lên cha đau thương tan với lệ nhỏ dâng lên tiếng cười chan chứa vẫn muốn kinh tạ nay của lễ dâng về thiên chúa uy quyền hòa trong hương kinh mến yêu lòng thành dâng lên cha tiến tới đỉnh cao nhất đấy là cái sự mong muốn của gia đình và hai mặt trưởng đây mặt trưởng phát biểu câu đó là cái điều này nên thì chúc mọi người tốt lên đi con trường thọ còn 100 tuổi càng lúc càng mạnh khỏe và hơn nữa cho các con các cháu được con cất tiếng khóc chào đời cha nóng lòng chờ đợi tin vui của con ngày ấy khi con nằm nói yên giấc ngủ trong tiếng ru à ơi của mẹ hiền cha đứng ngắm lặng yên mỉm cười trong ánh mắt yêu thương khi con gian nan cha là người trượt ngã cha đỡ con đứng dậy khi con sai hướng lạc đường cha cất bước kiếm tìm muôn phương cha yêu ơi con đã hiểu rồi tình của cha như thái sơn vời vợi cha yêu ơi con khắc ghi hoài tình của cha mây trời không đủ che
con cất bước đi vào đời. Cha dõi nhìn từng nhịp chân đi của con. Ngày ấy khi con thành công bao hớn hở trong tiếng ca mừng khen của bạn bè. Cha nói chớ vội vui, chỉ đưa con vững bước tương lai. Khi con gian nan, cha là người úi an. Khi con trượt ngã, cha đỡ con đứng dậy. Khi con sai hướng lạc đường, cha cất bước kiếm tìm muôn phương.